Hôm nay mình làm gà nấu với măng, đại nấm, và ăn với lại miếng tỏi, mình đi phi cho nó thơm. Hành tỏi. Bây giờ bắt đầu mình phi hành tỏi cho mình chiên gà. Chiên gà xong mình chiên sơ gà mình vớt ra. Vớt ra xong mình xào măng với lại xào măng cho nó bị thơm, là vớt ra mình đổ nước vô mình nấu gà. Gà mình xào với phi hành tỏi thơm, mình bỏ vô gà thì xào xào cho thịt nó săn lại rồi mình mới bỏ nước vô. Măng với lại nấm lá gà nó chín rồi mình sẽ xào xào măng rồi bỏ vô, xong rồi mình mới bỏ nấm vô sau. Thịt gà mình luộc xong rồi các bạn, trong nước luộc mình nêm gia vị vừa ăn thôi. Xong mình vớt ra cái thau, các bạn nhớ để cái dĩa để khi mình vớt ra miếng thịt nó, khi mình vớt ra cái miếng thịt đó, nó ráo, mình xé nó không có nước nè, vớt ra thịt nó chín mình vớt ra. Mình vớt ra hết cho ráo nha các bạn. Mình xào khi nêm xong mới vớt ra, bây giờ mình xào bỏ đi sau. Con gà mình luộc luộc xong cho chín mình vớt ra, khi mình vớt thì mình nên để trong cái rổ cho nó ráo nước, cái rổ với cho nó thoáng ra ráo nước, rồi vớt ra xong mình xào nấm với lại măng để cà rốt. Mình xào xong mình bỏ vô cái nước nước súp mà gà mình đã vớt rồi. Đó, mình bỏ măng măng mình xào măng với cà rốt với lại nấm này, mình bỏ vô là nước súp mình nêm mình vừa ăn. Nhưng mà nước luộc á mình cũng có nêm cho nó miếng thịt nó đậm đà chút các bạn. Khi bỏ vô mình nêm lại lần nữa, khi bỏ măng vào thì mình xào xong mình nêm lại lần nữa. Mình ăn với miếng hành tây lát nữa, mình ăn xong khi mình nấu sôi lên thì bỏ hành tây vô. Đó. Hôm nay mình rất thêm món gà nấu măng với nấm để cà rốt này. Ăn với miếng, mình góp thêm món ăn với các bạn, mình chúc các bạn vui khỏe.